Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thanh Nguyễn ngày hôm nay ạ. Và hôm nay Thanh Nguyễn xin phép được hướng dẫn cho tất cả mọi người một bài nhảy Bata Cha mới. Đó là nhạc của bài ABC Bata Cha. Vâng ạ, bài này thì quý vị khi mà tập xong chúng ta có thể cùng đồng diễn khiêu vũ, hoặc là chúng ta có thể đi dự tiệc, dự đám cưới ở đâu chúng ta đều nhảy được. Cái nhạc rất là hay và sinh động quý vị nhé. Và như thường lệ thì link ghép nhạc Thanh Nguyễn vẫn để ở bên phía dưới phần nhận xét. Khi mà các bạn tập thuộc thì các bạn hãy lấy video ghép nhạc đó để chúng ta khớp vào bài, được không ạ? Vâng ạ, và chúng ta bắt đầu vào bài tập luôn nhé. Và bài này thì có 5 động tác cơ bản, rất là đơn giản ạ, và rất dễ thuộc luôn ạ. Thì là Thanh Nguyễn sẽ hướng dẫn từng động tác chi tiết trước nhé. Bắt đầu chúng ta vào động tác thứ nhất ạ. Thì Bata Cha thì lúc nào chúng ta cũng nhún chân và hay đánh hông lên ạ. Động tác thứ nhất bắt đầu. Một, chúng ta bước chân phải sang bên phải ạ. Và chúng ta hai tay chúng ta đang để bên hông thì chúng ta đánh sang bên phải theo người luôn nhé. Một, hai thì bước chân trái sang thì đánh tay trái về. Ba, phải sang. Bốn thì chúng ta đứng ký chân trái sát về cạnh chân phải ạ. Năm thì chúng ta đẩy chân trái lên phía trước, đồng thời lấy tay phải vuốt từ dưới ngực lên. Sáu chúng ta thu về. Bảy chúng ta lại đẩy chân phải lên và vuốt tay trái từ bên phải sang bên trái qua ngực. Và tám chúng ta thu về. Tiếp tục lặp lại lần hai thì chúng ta lại bước lại về bên tay trái. Quý vị lưu ý là khi chúng ta bước lên chúng ta đánh hông lên một chút nhé. 5, 6, 7, 8 ạ. Đánh hông lên một chút thì nó sẽ cái cơ thể mình nó uyển chuyển hơn, nó dẻo hơn nhé. 5, 6, 7, 8. Tiếp tục 2 thì lại bước chân trái về bên trái. 2, sang phải sang trái. 3, 4, lại ký chân phải ạ. 5, lúc này bước chân phải lên và lấy tay trái vòng xuống phía dưới vuốt lên. 6, chúng ta bước chân phải về. 7, bẩm chân trái vuốt tay phải. Và 8, chúng ta thu về. Và thực hiện động tác này 4 lần 8 nhịp, mỗi bên 2 nhịp quý vị nhé. Tiếp ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta kết thúc động tác thứ nhất tại đây ạ. Thanh Nguyễn sẽ đi cùng hướng với quý vị một lượt nhé. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là kết thúc động tác thứ nhất ạ. Chúng ta chuyển sang động tác thứ hai nhé. Bắt đầu động tác thứ hai như sau ạ. 1, chúng ta lại bước chân như vậy ạ. 3 bước đầu tiên giống như động tác 1, bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, 3. Động tác 4 thì chúng ta không bước về đây nữa, mà chúng ta nhấc chân trái thu lại một chút lại, hoặc là chúng ta dựng lên để chúng ta đánh hông lên một chút. Là 4 thì chúng ta ôm tay trái vào bụng và tay phải giơ lên vuông góc cũng được, không có chúng ta để lên sát đầu gian sau cũng được ạ. Tiếp tục đổi bên. 5, 6 chân phải sang. 7, 8 chúng ta dựng chân phải và đánh không phải lên một chút ạ.
đẩy lên, tiếp tục 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. À, quý vị lưu ý cái bước này ạ. Nghĩa là ví dụ như 1 2 3 4 chúng ta đến đây rồi ạ. Thì chúng ta không thu chân lại để chúng ta bước sang tiếp, mà là chúng ta để đến đây rồi, sau đó chúng ta bước chân này sang luôn là 5 6 7 8. Vậy ạ. Thì Thanh Nguyễn sẽ đi cùng hướng với quý vị và chúng ta ghép luôn hai động tác đầu tiên vào nhé. Bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Chuyển động tác thứ hai ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 dừng. Vâng ạ. Và tới đây thì chúng ta chuyển sang động tác thứ ba. Động tác thứ ba thì rất là đơn giản ạ. Thì chúng ta đứng tại chỗ và dậm chân, thì hai tay đánh sang hai bên ở trên là 4 nhịp và dưới 4 nhịp. Lần thứ hai thì ở trên 4 nhịp, ở dưới 2 nhịp, và chúng ta ép hai cánh tay vào sát người ạ. Và chúng ta lắc vai hai cái ạ. Và bắt đầu chúng ta thực hiện nhé. Bước dậm chân bằng chân phải trước ạ. Bắt đầu 1 2 3. Chúng ta nhún người theo cả cốt ạ. 4 ạ. 5 6 7 8 xuống dưới ạ. 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 về đến đây ạ. 7 và 8. Đó ạ, là động tác thứ 3. Thanh Nguyễn làm lại nhé. Bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 và 8. Vâng ạ. Tiếp tục thì chúng ta sang động tác thứ 4 ạ. Động tác thứ 4 thì chính là bước mở tiến sang hai bên, là bước cha cha ạ. Mở tiến sang hai bên và thực hiện 4 lần, là mình chúng ta dùng tay cũng được hoặc là chúng ta hất mái, tùy tay chúng ta biến chuyển nhé. Mà Thanh Nguyễn chỉ có dạy cơ bản cái bước chân để quý vị tập theo, khi mà quý vị tập thuộc thì chúng ta có thể biến tấu tay cũng được ạ. Bắt đầu ạ. 1 bước chân phải sang bên trái ạ. 2 đập chân trái tại chỗ, cha 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 thì chúng ta về chữ giữa. Tiếp tục 2 lần 2 thì bước chân trái sang bên phải, 2 đập chân phải, cha 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 về giữa. Tiếp tục 3 2 cha 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 và 4 2 cha và 4. Tiếp tục chúng ta thực hiện 4 lần tiếp theo. Thì lúc này chúng ta đánh tay nhé. Khi mà sang bên trái thì tay phải sang ngang và tay trái lên cao, và bên phải thì chúng ta làm ngược lại là tay trái
sang ngang và tay phải lên cao ạ. Tiếp tục ạ. 5 2 cha cha cha. 6 2 cha cha cha. 7 2 cha cha cha. Và 8 2 cha cha cha. Chúng ta về đến đây ạ. Vâng ạ. Thì động tác này thì Thanh Nguyễn xin phép quay cùng với quý vị tập cho quý vị một lượt ạ. Bắt đầu ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 và 8. Sang bước cha cha. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha tay. 5 2 cha cha cha. 6 2 cha cha cha. 7 2 cha cha cha. Và 8 2 cha cha dừng. Về đến đây thì chúng ta lại chuyển sang động tác tiếp theo luôn nhé. Động tác tiếp theo thì cũng là giống động tác thứ hai ạ. Nhưng mà chúng ta đứng quay dậm chân tại chỗ, từ giữa sang phải và quay lại sang trái ạ. Vâng ạ. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, sang phải trước ạ. 5, 6, 7, 8, đánh không phải lên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Dừng ở đây ạ. Thì đến phần nhạc dạo chúng ta lại chuyển sang. Phần nhạc dạo thì chúng ta bước chân thì dễ dàng ạ. Nhưng mà trước khi sang phần nhạc dạo thì Thanh Nguyễn sẽ tập lại động tác này nhé. Đến đây ạ. Cha 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 đến đây rồi ạ. Bước về cha cha cha. Về đến đây tiếp tục chúng ta bước chân phải, bằng chân phải trước ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Vâng ạ. Đó ạ. Và phần nhạc dạo Thanh Nguyễn xin phép hướng dẫn luôn ạ. Bắt đầu bằng chân phải bước lên phía trước trước ạ. 1, 2 bước về. 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì chúng ta quay chân trái một góc 90 độ về bên phải ạ. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4. Chúng ta đánh hông lên cho dẻo người nhé. 5, 6, 7, 8. Lại quay ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Về đến đây và chúng ta lại thực hiện lại từ đầu ạ. Và Thanh Nguyễn xin phép hướng dẫn một động tác cuối nữa. Đó là chúng ta hóp bụng đánh, mở đánh ạ. Bắt đầu 1, chúng ta bước chân phải, dậu cầm vai và chúng ta đánh hóp bụng lại sau hai cái ạ. 1, 2, và chúng ta bước về, nghỉ. 3, 4, tiếp tục. 5, 6, 7, 8, bước về. 2, 2, 3, 4,
5, 6, 7 là 8 ạ. Về đây ạ. Vâng ạ, thì Thanh Nguyễn xin phép đi cả bài cùng với quý vị một lượt. Khi mà quý vị tập thuộc các động tác rồi thì chúng ta ghép vào cho nó dễ dàng nhé. Bắt đầu ạ. Và động tác thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển động tác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển động tác ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tiếp tục. 1, 2, cha, cha, cha. 2, 2, cha, cha, cha. 3, 2, cha, cha, cha. 4, 2, cha, cha, tay. 5, 2, cha, cha, cha. 6, 2, cha, cha, cha. 7, 2, cha, cha, cha. Và 8, 2, cha, cha, cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Chuyển động tác ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Về lại từ đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, cha, cha, cha. 2, 2, cha, cha, cha. 3, 2, cha, cha, cha. 4, 2, cha, cha, tay. 1, 2, cha, cha, cha. 2, 2, cha, cha, cha. 3, 2, cha, cha, cha. Và 4, 2, cha, cha, đổi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Đổi động tác ạ. 1, 2, về. 3, 4, về. 5, 6, về. 7, 8, về. 2, 2, về. 3, 4, về. 5, 6, về. 7, 8, về. Làm lại động tác cha cha cha. 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha tay. 5, 2, cha cha cha. 6, 2, cha cha cha. 7, 2, cha cha cha. Và 8, 2, cha cha cha. Về động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kết thúc bài ở đây ạ. Đó. Quý vị thấy sao ạ? Các động tác cơ bản rất là dễ dàng. Chúng ta có thể tập theo rất là dễ dàng đúng không ạ? Vâng ạ. Và video hướng dẫn của thầy Nguyễn hôm nay đến đây là kết thúc rồi ạ. Nếu như mà quý vị thấy hay ấy, hãy like, share và đăng ký kênh giúp thầy Nguyễn nhé. Để thầy Nguyễn cố gắng có động lực để tập những video mới nhất để thầy Nguyễn lại hướng dẫn lại cho quý vị được không ạ? Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào.